Mùa giải V-League 2023-2024 chính là mùa giải mang tính bản lề của bóng đá Việt Nam khi bóng đá nội chuyển sang thi đấu với định dạng một mùa bóng vắt qua 2 năm, từ mùa thu năm trước đến mùa hè năm sau. Đây là phương thức thi đấu nhằm thống nhất với lịch thi đấu bóng đá toàn cầu. Với lịch thi đấu này, mỗi khi đội tuyển Việt Nam tập trung cho những ngày FIFA Days, V-League không cần phải nghỉ giữa chừng như các mùa bóng trước đây. Mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn ở cuộc đua vô địch khi nhiều đội bóng chuẩn bị kỹ lưỡng và thể hiện tham vọng cao của mình. Mùa giải 2023 đánh dấu sự trở lại của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau khi từ hạng nhất lên V-League, đội bóng ngành công an liên tục đưa về những hợp đồng bom tấn như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài. Chưa kể bước sang giai đoạn 2, họ còn có thêm sự phục vụ của bộ đôi Quang Hải và Philip Nguyễn. Chính vì lẽ đó, đội bóng ngành công an đang dần trở thành đội tuyển Việt Nam thu nhỏ khi sở hữu hàng loạt ngôi sao chất lượng đang thi đấu trong nước. Cũng vì lẽ đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã xuất sắc giành ngôi vô địch với 38 điểm. Nối tiếp thành công mùa trước, đội bóng đã tiếp tục bổ sung những gương mặt chất lượng như Giovanni, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Văn Cường nhằm gia cố sức mạnh trên cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Với nội tại khủng như vậy, Công an Hà Nội nghiễm nhiên là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Về cơ bản, chất lượng đội hình của Công an Hà Nội khá nổi bật, nhưng để đua đường dài với thể thức thi đấu khác mùa 2023 thì đội bóng này cần thận trọng hơn trong các trận đấu. Dù vậy, với vị thế tầm cao mới của mình sau khi chinh phục được chức vô địch V-League thì thầy trò huấn luyện viên Trần Tiến Đại hoàn toàn có thể tin rằng mình sẽ tái lập được thành tích mùa vừa rồi. So với câu lạc bộ Công an Hà Nội mùa giải trước, chứng kiến Hà Nội FC phải chia tay một số gương mặt vốn là công thần của đội bóng ở những năm về trước, lần lượt Đức Huy, Văn Hậu rời đội bóng thủ đô. Trong khi mùa giải diễn ra, Hà Nội còn bị mất đội trưởng Nguyễn Văn Quyết vì án treo giò 8 trận thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp quốc gia. Nhưng ngay cả như thế, Hà Nội FC với DNA của nhà vô địch vẫn bám đuổi kiên cường với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Để rồi khi mùa giải khép lại, đội bóng này chỉ thua kém câu lạc bộ Công an Hà Nội ở hiệu số bàn thắng bại khi phân hạng nhất và nhì. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Hà Nội FC liên tiếp cách tân đội hình bằng những bản hợp đồng với các ngoại binh chất lượng khác như Brandon Wilson, Damian Letalic hay là Joel Tangu. Điều đó giúp cho đội bóng thủ đô tiếp tục sắm vai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch mùa giải tới. Sau khởi đầu tệ hại tại AFC Champions League, Hà Nội FC quyết định có sự thay đổi vị trí huấn luyện viên ngay trước thềm mùa giải 2023-2024. Đây cũng là lần thứ hai đội bóng thủ đô thay tướng ngay trước khi V-League khởi tranh. Thay huấn luyện viên dường như là phương án khả thi nhất giúp đội bóng thủ đô lấy lại thể diện ở đấu trường châu Á và xa hơn là hướng tới những mục tiêu quan trọng tại giải quốc nội. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn là giải pháp tạm thời bởi trợ lý này được xem là hiểu và nhận được sự ủng hộ của cầu thủ. Nếu ông Lê Đức Tuấn làm tốt, rất có thể Hà Nội FC sẽ tạo điều kiện cho trợ lý này làm hết AFC Champions League mùa giải 2023-2024. Còn về lâu về dài, Hà Nội FC vẫn cần một huấn luyện viên có đẳng cấp, đáp ứng mọi tiêu chí đặt ra. Với một đội bóng tham vọng như Hà Nội FC, việc trắng tay trong một mùa giải là điều không thể chấp nhận được. Bên cạnh những tham vọng ở sân chơi AFC Champions League, đội bóng thủ đô cũng khát khao tìm lại ánh hào quang quen thuộc ở V-League. Nhưng đầy rõ ràng là nhiệm vụ khó khăn với Hà Nội FC. Các đối thủ trực tiếp đều có sự đầu tư lớn, chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu muốn đòi lại ngôi vương, Hà Nội FC cần phải thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh của đội bóng số 1 trong lịch sử V-League. Tương tự như hai đại diện thuộc thủ đô Hà Nội, Viettel trong chiến lược trẻ hóa vẫn có những thành công nằm trong dự liệu ban đầu tại V-League 2023. Cụ thể, Viettel đã kết thúc ở vị trí thứ 3 và chỉ kém hai đội đầu bảng 5 điểm. Lực lượng này về cơ bản không bị xáo trộn quá nhiều khi bước sang mùa giải mới. Sự trưởng thành đến từ cầu thủ cũng được tăng lên đáng kể sau một năm được huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh tạo điều kiện cho va đập ở đấu trường đỉnh cao. Thành công vượt kỳ vọng của Viettel mùa trước đến từ phong độ xuất sắc của Nguyễn Hoàng Đức, chàng trai đến từ Hải Dương đã in dấu giày trong 10 pha lập công của Viettel tại V-League và góp phần đưa đội bóng này vào đến chung kết của quốc gia. Danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa cũng đến như một phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của Hoàng Đức. Tại mùa giải mới, trong bối cảnh Viettel không quá biến động về mặt lực lượng, Hoàng Đức hứa hẹn vẫn sẽ là đầu tàu trong dàn quân của đội bóng nhà mình. Tại lễ xuất quân mùa giải mới, Viettel đặt mục tiêu vào top 3 và cạnh tranh chức vô địch V-League 2023-2024. Tại cúp quốc gia, đội bóng này cũng hy vọng có thể tiếp tục vào chung kết và có thể giành danh hiệu vô địch. Đây là điều có thể nằm trong khả năng của Viettel nếu căn cứ vào những gì họ đã thể hiện mùa trước. Viettel là đội ít có biến động về lực lượng nhất trước khi V-League 2023-2024 bắt đầu. Nòng cốt của đội bóng vẫn là những gương mặt trẻ đã cùng nhau sát cánh mùa trước khi kinh nghiệm được tăng lên đáng kể, sự ổn định trong bộ khung và lối chơi được củng cố. Viettel có thể vận hành một cách hiệu quả ngay từ khi mùa giải bắt đầu. Thép xanh Nam Định kết thúc V-League 2023 ở vị trí thứ 5 chung cuộc với 29 điểm. Đây rõ ràng là thành tích chưa tương xứng với những gì mà đội bóng Thành Nam đã đầu tư. Chính vì thế ở thị trường chuyển nhượng năm nay, đội bóng Thành Nam tiếp tục chiêu binh mãi mã với hy vọng cạnh tranh thật sự ngôi vô địch. Cụ thể, đội bóng đã đưa về một loạt nhân tố chất lượng như Rafael Sơn, Trần Văn Kiên hay Nguyễn Văn Toàn.
Đây đều là những bản hợp đồng bổ sung vào các vị trí trọng yếu của đội bóng. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang quyết tâm hướng đến việc cạnh tranh danh hiệu với những ông lớn khác tại V-League. Nên nhớ, để thuyết phục được những cái tên kể trên gia nhập đội bóng, Thép Xanh Nam Định đã chi ra số tiền cực khủng. Ví dụ rõ ràng nhất là thương vụ Văn Toàn khi tuyển thủ Việt Nam rời Hàn Quốc để tái xuất V-League với mức lót tay hơn 10 tỷ cùng mức lương 100 triệu đồng một tháng. Đó là những chế độ đãi ngộ không khác gì một ngoại binh mà Thép Xanh Nam Định dành cho Văn Toàn nhằm khẳng định tham vọng chinh phục danh hiệu V-League mùa giải tới. BKMX Bình Dương trải qua một mùa V-League 2023 không tốt khi phải rất cố gắng để trụ hạng. Song câu lạc bộ này đã thay đổi 180 độ khi hoạt động tích cực ở thị trường chuyển nhượng trước V-League 2023-2024. Ngoài việc thanh lý một loạt những cầu thủ đang có nhiều đóng góp trong mùa giải vừa qua, đội chủ sân Gò Đậu cũng mang về những tân binh chất lượng như Nguyễn Hải Huy, Quế Ngọc Hải hay cầu thủ trẻ đang chơi lên chân Võ Minh Trọng. Chuẩn bị mùa giải 2023-2024, BKMX Bình Dương đã có nhiều trận giao hữu từ Bắc chí Nam để cho các tân binh của họ có thể gắn kết với nhau và đã có những kết quả khả dĩ. Điều này đã giúp cho người hâm mộ đất thủ cảm thấy hài lòng, trong lúc thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức càng thêm tự tin trước khi bước vào mùa giải mới. Có thể nói rằng mùa giải 2023-2024 là mùa mà BKMX Bình Dương có sự đầu tư đầy tham vọng. Chính vì lẽ đó, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong việc cạnh tranh danh hiệu V-League mùa này. Trước khi mùa giải bắt đầu, người hâm mộ cả nước đã được chứng kiến một Đông Á Thanh Hóa chơi bóng đầy cảm hứng, đánh bại Công an Hà Nội để lên ngôi tại siêu cúp quốc gia. Huấn luyện viên Popov cho thấy, dù đã có nhiều trụ cột rời đi, nhưng chừng nào ông còn ở Đông Á Thanh Hóa thì đây vẫn là đội bóng nguy hiểm bậc nhất của V-League. Có thể đội bóng xứ Thành sẽ là kẻ ngáng đường cực kỳ khó chịu của các ông lớn. Ai đó nói rằng Thanh Hóa không chạy đua một ngôi sao nhưng biết cách tạo nên những ngôi sao. Và với cách làm bóng đá khá đặc biệt thì thầy trò huấn luyện viên Popov hứa hẹn sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch V-League mùa giải 2023-2024. Trong thành công của Thanh Hóa tại mùa giải 2023, in đậm dấu ấn của huấn luyện viên Veliza Popov, nhà cầm quân người Bulgari đã đem đến sức sống mới cho Thanh Hóa bằng lối chơi vô cùng khó chịu. Nhờ khả năng chơi pressing tầm cao, Thanh Hóa luôn khiến đối thủ khó khăn trong việc lên bóng và thường xuyên lâm vào bế tắc. Huấn luyện viên Popov được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi tài cầm quân, nghiên cứu kỹ đối thủ. Có ông Popov, Thanh Hóa không chỉ mạnh trong tấn công mà còn vững chắc nơi tuyến dưới. Ông Popov luôn yêu cầu các học trò phải chơi bóng chủ động và kể cả khi dẫn bàn trước đối thủ thì không được phép lùi sâu phòng ngự. Đây chính là cách mà ông Popov điểm huyệt đối thủ và cứ thế trận đấu diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Thanh Hóa. Phải nói rằng ngoài việc xây dựng lối chơi cho Thanh Hóa thì ông Popov rất giỏi lên dây cót tinh thần cho cầu thủ. Và đây chính là cơ sở để tin rằng đội bóng xứ Thanh sẽ là khắc tinh với nhiều đội bóng mạnh tại V-League mùa giải 2023-2024. Trái bóng rất tròn và đôi khi lăn không giống như quy luật. May mắn hay rủi ro cũng luôn đồng hành với môn thể thao vua này. Biết đâu trên hành trình rất dài của 26 lượt đấu sẽ có những bất ngờ diễn ra và cơ hội lại đến với những đội bóng không được đánh giá quá cao.